Lumbini, nơi Đức Phật Đản sinh thành. Nếu quý vị đã say mê với bộ truyện Tây Du Ký, thì hẳn quý vị còn nhớ con đường thỉnh kinh của Đường Tam Tạng. Con đường đi thỉnh kinh gian khó ấy chính là tìm đến Lumbini Linh Thiêng, nơi Đức Phật Đản được sinh ra, hay còn gọi là Lâm Tỳ Ni, nằm tại biên giới giữa Nepal và Ấn Độ. Lâm Tỳ Ni là một địa điểm hành hương Phật giáo quan trọng nhất tại Nepal và trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1997. Đây là nơi theo lịch sử Phật giáo, Hoàng hậu Maya Devi đã sinh ra Tất Đạt Đa. Hoàng tử Tất Đạt Đa sau đó đã từ bỏ hoàng cung để đi theo con đường giác ngộ. Ông đã đạt được giác ngộ và lên Niết Bàn vào năm 543 trước công nguyên và cho ra đời Phật giáo sau khi giác ngộ. Lâm Tỳ Ni là một trong những điểm hành hương quan trọng nhất của những người theo đạo Phật, sau các địa danh liên quan đến dấu chân của Đức Phật là Bồ Đề Đạo Tràng và Vườn Lộc Uyển. Những thế kỷ sau đó, Lâm Tỳ Ni đã trở thành niềm ao ước và điểm đến của những hành giả và học giả Phật giáo, trong đó có nhà sư Huyền Trang. Thưa quý vị, Uyên đang đứng ở Lumbini, nơi Đức Phật được sinh ra. Nơi đây là cung điện cũ, nơi Đức Phật đã từng là một hoàng tử. Thưa quý vị, Lumbini hiện nay là nơi mà tất cả các Phật tử đều muốn một lần hành hương tới đây. Lumbini cũng là nơi mà Nepal cho phép tất cả các quốc gia đều đặt chùa của họ tại đây. Lát nữa đây thì Uyên mời quý vị đi xem chùa Việt Nam, là một trong những chùa rất là lớn tại Lumbini, thưa quý vị. Tại Lâm Tỳ Ni, điểm đặc trưng nhất của các quốc gia là đều được phép xây dựng lên những ngôi chùa Phật giáo riêng của chính quốc gia họ, tạo nên không khí linh thiêng đến kỳ lạ. Trong những khuôn viên cực lớn dài đến 4.8 km và rộng 1.6 km, dưới thời tiết nắng nóng, tôi phải đạp xe để đi hết chùa này đến chùa khác trong Lâm Tỳ Ni, trong sự hồ hởi khó tin. Lâm Tỳ Ni được coi là liên hiệp chùa quốc tế. Các điểm linh thiêng ở đây được bao quanh bởi những tu viện, chùa và không có bất kỳ cửa hàng, khách sạn hay nhà hàng nào cả. Nhiều di tích tu viện và một bảo tàng, Viện Nghiên cứu Quốc tế Lumbini cũng nằm trong các địa điểm linh thiêng này. Tôi đạp xe dưới trời nắng, thỉnh thoảng dừng lại ngắm chùa. Tuy nhiên, điều quan tâm nhất đó chính là việc đi tìm ngôi chùa Việt Nam tại nơi Đức Phật sinh ra này. Tôi hồi hộp khi nhìn thấy mái chùa phong cách 100% Việt Nam hiện ra trước mắt. Mái chùa và cổng chùa không thể lẫn vào đâu được. Tôi gọi mãi, có người ra mở cửa. Hóa ra là sư trụ trì Huyền Diệu đã đi Pháp và chùa đang tu sửa nên đã khóa. Vì đến từ Việt Nam xa xôi nên tôi đã được những người này mở cửa cho vào thăm chùa và trò chuyện với đồ đệ của thầy Huyền Diệu. Chào quý vị, trong hành trình đến Lumbini của Uyên thì Uyên đã tới ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của Việt Nam tại Nepal. Đồ đệ của thầy đã ra mở cửa và đưa tôi lên khu nhà trên để tham quan. Tôi chú ý đến từng chi tiết của chùa và không khỏi bồi hồi. Sao thầy có thể xây dựng được một ngôi chùa đậm chất Việt Nam đến thế giữa chốn này? Đồ đệ vừa nói chuyện với tôi, vừa làm công việc lau chùi cửa chùa luôn sạch sẽ khi thầy đi vắng. Từ trên cao, tôi nhìn xuống khoảng không gian rộng của chùa và có chút tự hào
vì chùa Việt Nam là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở đây. Còn chú ý đến những con hạc huyền thoại từ các bài báo nói về chùa Việt Nam của thầy Huyền Diệu ở Lâm Tỳ Ni. Vào mùa mưa, hạc tự nguyện kéo về đây sinh sống. Khi tôi đến là mùa khô, nên chùa chỉ còn lại vài ba con hạc lưu trú. Chúng để tự nhiên cho tôi đến khá gần. Và quả thực, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con hạc to lớn đến như vậy. Người ta nói vì chùa linh thiêng lắm, nên khi chùa mới xây, thì có vài chục con hạc bỗng kéo về đây sinh sống. Tôi đã nghe nói đến điều này, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi tận mắt thấy chúng. Thưa quý vị, đây là chùa Việt Nam duy nhất tại Numbini hay gọi là Lâm Tỳ Ni có hồng hạc kéo đến sinh sống. Hiện tại có 2 đôi hồng hạc đang sinh sống tại đây và điều này gây rất là nhiều ngạc nhiên cho người dân địa phương cũng như là du khách. Họ cũng không hiểu vì sao hồng hạc lại kéo đến khu vực với điều kiện thời tiết và khí hậu như vậy. Những lông hạc vẫn còn bay trên sông khi tôi đến và tiếng kêu của chúng luôn vang vang đâu đó rất gần. Chào quý vị, hôm nay Uyên tới một ngôi chùa Phật giáo của người Việt Nam tại Nepal ở Numbini hay còn gọi là Lâm Tỳ Ni. Thì có rất là nhiều chùa ở các của mọi quốc gia trên thế giới, ví dụ như là các quốc gia châu Á và các quốc gia châu Âu như là Đức, Áo. Thì gần chùa Việt Nam thì là gần chùa của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Thì ở Việt Nam, chùa Việt Nam mình có hai chùa ở đây và hôm nay Uyên đến là chùa Quốc Tự Lâm Tỳ Ni. Ở đây là nơi duy nhất hồng hạc đã tới và sinh sống. Thì hiện nay ở chùa có 2 cặp hồng hạc sinh sống và những con này rất là cao lớn.